Với size 50-1 là một dạng xích tiêu chuẩn đến từ nhà sản xuất DBC, Dongbo Chain là một dạng xích đơn. Vậy thì với xích đôi của chúng ta thì nó sẽ như thế nào? Đây các bạn. Vẫn là ngoại quan ở bên ngoài, không khác gì so với những mã khác của xích DBC, Dongbo Chain các bạn. Tuy nhiên, các bạn thấy là với xích 50-2 của chúng ta là size 50 là dạng xích đôi, xích 2 dãy các bạn ha. Thì trên cái hộp của chúng ta thì nhà sản xuất DBC họ sẽ thể hiện cho chúng ta những cái thông số như sau. Thì các bạn nhìn từ bên phía bên tay phải của mình đi qua thì các bạn sẽ thấy đầu tiên là mã 50-2. Con số này chính là size 50 và xích này là xích 2 dãy các bạn ha. Tiếp đến là về chiều dài thì với chiều dài này nó vẫn là 3.048m. Và các bạn để ý giúp mình về cái mắt xích thì mắt xích của nó sẽ là 120 mắt. Vậy thì với mã là 50-1 và 50-2 nó chỉ khác nhau về cái hình dạng của cái xích là một xích đơn mà một loại là xích đôi, tức là hai sợi nó ghép lại với nhau thành một như thế này. Và cái cân nặng thì nó cũng sẽ khác các bạn. Với cái xích 50-2 DBC này của chúng ta thì cân nặng của nó là 6.5 kg. Khá là nặng đấy các bạn. Cầm 10 hộp này là hết 65 kg rồi. Bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem bên trong cái xích đôi 50-2 này các bạn nhé. Đây các bạn. Đó, các bạn nhìn cận cảnh này các bạn thấy nè. DVC đóng gói rất đẹp đúng không các bạn? Và nếu như mà mình nhìn bằng mắt thường thì chúng ta thấy được cái sự vuông cạnh của nó. Mặc dù là bên trong là những cái sợi xích cuộn lại với nhau, nó sẽ có những cái đường uốn tròn như thế này các bạn thấy nè. Đóng gói rất là ngay ngắn và vuông vức. Một dòng xích tiêu chuẩn ANSI, ISO và đạt nhiều tiêu chuẩn quốc tế khác để đảm bảo về chất lượng cũng như là độ bền. Và DBC họ đã sử dụng những cái dòng thép chất lượng cao, thép hợp kim để tạo ra một cái sợi xích. Và các bạn thấy nè, mình chưa đánh giá được sâu về cái mặt chất lượng khi trải nghiệm thực tế. Nhưng các bạn nhìn về cái cách mà người Hàn Quốc họ làm từ cái phần đóng gói như thế này. Và thậm chí là mình có thể nhìn bằng mắt thường mình thấy được cái sự cân bằng của nó. Cái này là bằng tay các bạn ha. Thôi các bạn thấy đóng gói như thế này. Những cái góc như thế này kéo lên là bằng nhau luôn. Rất là chuẩn. Và cái xích của chúng ta sẽ được đóng gói như thế này ha. Mình không muốn phá vỡ cái vẻ đẹp này. Mình sẽ lấy cái đầu ra cho các bạn xem. Xích 2 dãy của chúng ta. Nó sẽ gồm hai sợi ghép lại với nhau. Và DBC họ đợi rời cho chúng ta như thế này. Và nếu như các bạn dùng không hết 3m, các bạn có thể cắt bỏ đi. Và chúng ta có thể dùng cái khóa xích mà DBC họ bỏ riêng cho chúng ta ở trong như thế này. Đỡ phải mắc công tháo ra hoặc là cắt bỏ ngang thì phải lấy cái khóa lại. Nhiều hãng xích họ đang làm như vậy đó các bạn. Đó, gấp lại thì chúng ta sẽ gấp như thế này. Mình thử rồi mình đóng gói coi đẹp được như họ không. Mở ra gấp lại thôi các bạn, nhưng mà nó cũng mất đi một vài cái vị trí, nó không còn cái nếp cũ nữa. Đó, nó không còn vuông vức nữa các bạn. Rồi, và đây là xích DBC 50-2, xích tiêu chuẩn 2 dãy, size 50, được sản xuất bởi DBC hay còn gọi là Dongbo Chain các bạn. Và Dongbo Chain là một trong những nhà máy sản xuất xích hàng đầu Hàn Quốc, có nhà máy tại Việt Nam. Tại nhà máy Việt Nam thì Dongbo Chain họ sản xuất để cung ứng thị trường trong nước cũng như là xuất khẩu ngược ra nước ngoài. Với những dạng xích đạt chất lượng cao, sử dụng những loại thép hợp kim và đảm bảo được những tiêu chuẩn ANSI, ISO và nhiều tiêu chuẩn quốc tế khác để đảm bảo về cái độ an toàn cũng như là cái độ bền của xích. Đây là xích DBC hiện đang được cung cấp bởi Đại Kinh Bắc. Nếu các bạn quan tâm hãy liên hệ ngay Đại Kinh Bắc.